chủ trương luân chuyển, bố trí cán bộ chủ chốt, không phải là người địa phương đã được tỉnh Hà Giang triển khai thực hiện một cách đồng bộ và có hiệu quả ở cấp xã và cấp huyện. Hiện nay, về cơ bản, bí thư cấp xã, thị trấn không phải là người địa phương trên địa bàn tỉnh, đạt trên 90%. Được luân chuyển về làm bí thư đảng ủy xã Ngọc Linh từ đầu năm 2022, đồng chí Nông Văn Quyết đã nhanh chóng tiếp cận công việc. Cùng với Ban chấp hành đảng bộ xã, đề xuất nhiều chủ trương và chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Cái việc luân chuyển cán bộ tôi cho rằng là cũng là một cái điều rất là tốt, có ý nghĩa thiết thực. Thứ nhất là cho bản thân tôi cũng được đào tạo, học hỏi ở địa phương khác, đặc biệt là học hỏi nhân dân. Thứ hai là cũng giải tỏa được cái tình trạng là cục bộ địa phương. Các đồng chí bí thư sau khi được luân chuyển cũng đã nắm bắt rất kịp thời về tình hình của đơn vị mới. Trên cơ sở đó cũng đã nắm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung phát triển kinh tế xã hội với phù hợp với từng địa phương. Đảng bộ thành phố Hà Giang có 52 chi đảng bộ trực thuộc, trong đó có 8 đảng bộ cấp xã, phường. Thực hiện chủ trương của Đảng về người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, không phải người địa phương, thành phố Hà Giang đã tạo điều kiện luân chuyển cán bộ trong quy hoạch, có môi trường để rèn luyện, am hiểu thực tiễn, phát triển toàn diện. Các đồng chí bí thư, chủ tịch, ủy ban nhân dân các xã phường ấy, là khi mà tiếp cận với cái địa bàn mới ấy, thì luôn thể hiện được cái vai trò là người đứng đầu đấy, và luôn thay đổi cái tác phong lề lối làm việc với cái phương châm là hiệu quả công việc chính là cái thước đo. Chủ trương bố trí bí thư cấp ủy không phải là người địa phương tại Hà Giang đã tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ chủ động trong việc giải quyết các vấn đề nảy sinh ở cơ sở, tạo sự đoàn kết trong tập thể cấp ủy, chính quyền, đẩy mạnh xây dựng đảng, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.